đó Ân quen cái nhỏ kia ngon lắm, được lắm, đẹp lắm, đẹp hơn Ly nhiều, mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em cảm thấy buồn trong lòng rồi. Qua được. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông em hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Anh nói không không, tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Ân, Trịnh Hoàng Ân, em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính, em năm nay 31 tuổi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh? Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi ông, đoán cái đi ông Bin. À, đâu một nè? Ngày đẹp trời đó, là Ân ổng đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàng đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàng. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy một hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Rồi xong. Ở Tây Ninh Gò Vấp sao? Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai đứa gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mưa xuống nhà sếp chơi. Sếp là dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì. Gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm. Mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Dạ, bắt thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, lắm. Thu thập phiếu thu phiếu chi đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Nhưng mà nè em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chút. Nghĩa là ấn tượng cũng được. Dạ. Ghiền cái hiếp mắt đó. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quắc à. Tại vì tóc ảnh dài gì nè, mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quắc à. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài gì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa, nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi ảnh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có suối hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không? Tưởng luôn rồi. Dạ, tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động dạ. lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu đúng có lãnh đâu mà. Đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ đầu rồi. Cửa vô tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm đó. Nghe em chắc là ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không nhìn, tụi em không có chuyện gì xảy ra không. Anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì
chứ cảm động chứ. Dạ đúng rồi, cảm động đúng không? Ừ. Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, lạnh lắm em đó. Thấy em tội, xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà là nhưng mà anh cũng có lén phén một chút xíu. Rồi thử. Ừ, cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Đúng rồi. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết. Nhắn tin qua lại rồi từ 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 quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi. Lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Làm hai tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy á hả? Dạ đúng rồi, đi đi về về, lúc từ lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vậy êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định. Tại vì mới lên Sài Gòn thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy. Mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ. Nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ổng khuyên nhủ mà theo ổng buồn quá, ổng tội nghiệp nên là không có bỏ ông được. Nên là ở trên này ráng trụ, xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với, thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là không có làm được. Ngưng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó. Tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể ra. Nhiều không em? Tật xấu gì đâu kể. Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Có cái là ăn uống làm biếng thôi. Lười ăn với lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu, còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa cơm ăn cơm. Trời, phải mà tôi được cái bệnh lười ăn với nó đỡ ghê. Em luôn vậy luôn á chị à? Thì sao em không lười ăn gì? Không được, trời, tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô ăn liền luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị siêng ăn lắm, không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn, không chịu nấu ăn. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Nhưng mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Thì cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ không? Là ghen. Trước giờ thì chưa thấy. Nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó ghen. Có ạ, tôi ghen ạ. Tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọc ổng, chọc lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hồi đó Ân quen cái nhỏ kia ngon lắm, được lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em đốt cảm nhà. Thấy buồn trong lòng rồi. Qua được. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Đúng thời điểm luôn. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nói làm cười á. Là ghen nói gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài, anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là bỏ.
coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Ừ. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản chí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Ừ. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Ừ. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó. Nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng lấy vàng giùm em. Không nhớ chỗ nào nữa. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Nó gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng không có, quên luôn hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò dùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chị có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Ừ, vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Ừ. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm. Đúng sao không được người ơi? Cứ vô không tư đi. Không suy nghĩ, không lo. Ừ, thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô có, tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được, nó vàng cất ở đâu mà còn quên. Nhớ một ngày sinh nhật thôi. Nhớ ngày sinh nhật nào? Tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tiền quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chi tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Quá thực tế, ok, được. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Em mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ ăn cứ tối không chịu ăn cơm, là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biếng ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng tới lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biếng ăn. Biếng ăn hả? Chứ lại có một mình. Lại đây, lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biếng ăn được như bé này thiệt. Bắt biếng. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn. Tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. À, nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán giác mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền vậy? Rồi xong. Tụt mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Anh thì chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Yeah, trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Ừ, em nói với mẹ đi. Dạ, mẹ ơi, tại vì là con không còn không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được, tại vì tính em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó, không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời thì. Tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm, là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ồ, yên tâm rồi, đi. Rồi, thôi là năm nay là có con rồi. Nghe. Cảm ơn em rất nhiều. Cái lần đó em có sợ không? Dạ cũng sợ, gần cả tuần mới được. Bởi vì em vừa tới cái em nó hơi đau quá. Còn gái. Còn gái. Với em run. Con trai mình có gì đâu mà sợ. Mình sang em nhìn chị mà nó con trai mình. Đừng ông nó ra. Càng lộn cái nét đàn ông. Nhìn cặp này giống như ca sĩ hay là nghệ sĩ hay là... Bạn này giống ca sĩ Ưng Đại Vệ. Em đại vệ sĩ thôi. Dạ làm vệ sĩ thôi. À, chào hai em. À, chào mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Văn, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Đặng Văn Bảo. Em làm tóc.
À, làm tóc hả? Dạ, dạ em 33 tuổi. Trời ơi, sao trẻ quá. Quá trẻ luôn á. Có ai nói là em trẻ quá nhiều so với tuổi không? Dạ có. Nhiều lắm. Từ tiệm tóc mà quen được vợ em đó. Thế hả? Dạ. Ví dụ như tóc anh gì nè, có kiểu nào làm cho đẹp không? Tóc anh bây giờ mà phải làm là phải chảy hai máy mới được. Thế mà đợi tóc giả. Dạ. Đợi tóc giả mà hai máy mới được. Đó, cắt cho có cảm giác vậy đó. Dạ. Thôi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyễn Yến Vi, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là buôn bán online với nội trợ ở nhà. Chuyện tình của hai đứa làm sao nè? Là hồi xưa chồng em làm ở gần nhà của em. Để tóc dài nè, y như HKT hồi xưa vậy đó. Mà hot hồi đó lắm chị. Mấy em học sinh này kia đi ra đi học, đi về là kêu anh Bảo đứng mà vẫy tay, vẫy tay. Giống như là người nổi tiếng vậy. Còn mấy học sinh luôn học sinh nhỏ nhỏ không? Xong cái thời gian đó giàu xin số điện thoại làm quen rồi. Vậy là bạn này lúc đó cũng học sinh đúng không? Dạ, sao? Dạ con học sinh. Thì cũng giống y như là các bạn dạ, học sinh rồi, kia dạ. Là rất là ngưỡng mộ anh này. Dạ chị thấy ừ, để tóc dài mà mình nói nè, chắc ông này ông bê đê quá, anh trai gì đâu mà để tóc dài thòn. HKT mà. Rồi ai cua ai? Ba chị em chơi chung thì có một chị đó có số của chồng em. Cái nhắn tin làm quen trước, xong rồi truyền số điện thoại qua, truyền cho một chị kia, rồi chị kia cũng nhắn tin cho anh này, rồi quen anh này trước. Quen xong rồi chia tay xong chị đó đưa số cho em. Coi như là nhà có ba chị em là em ngốc hết luôn hả? Ở đầu xóm, cuối xóm. Em quen với chị đầu xóm. Xong cái nào chị đầu xóm truyền cho chị giữa xóm à. Chị giữa xóm truyền cho chị gần cuối xóm. Rồi. Cuộc đời thằng nhỏ có truyền qua tay người này qua tay người nọ vậy trời à, nói chung là do em dân dưới quê lên những cái thành phố bị lừa gạt á vậy. Dù dỗ đó. Rồi tôi truyền tới bà này là bà nắm cứng ngắc luôn. Lúc nào cũng đi ngang qua tiệm em mà bé tóc ngố. Trời mà ngố gì vậy. Vừa... Mà nhìn xấu lắm hả? Xấu mà đen nữa anh. Trời con gái gì đâu mà thành phố gì mà còn thua dân quê nữa. Nó thiệt thì có xấu giống như bây giờ không? Không, bây giờ thì đẹp rồi. Đúng rồi, mà. Sau đó thì như thế nào? Em lúc đó do em quen nhiều quá nên em không có chủ động. 2-3 tháng sau á, nhà này có bà ngoại mắt á. Xong em đi ra thấy chị này khóc. À, rồi cái đầu em mới nhắn tin chia buồn. Thời gian đó là mới quen đó. Quen cũng nhà cống chở lắm. Tóc thì để thiệt dài, hai bông tai thì bấm 2-3 lỗ. Mẹ với ba hỏi là con quen cái thằng đó nhìn không biết con trai hay con gái nữa, không biết cái thằng hay cái con. Tóc dài để bông rồi đó, đúng không? Mà nhiều khi em nhìn lại cái tấm hình em mà còn nghĩ mình không biết là gái trai hay gái nữa. Cái thời gian đó là cái vấn đề đó có phải là cái rào cản đi cho hai đứa mà dạ, quen đúng với nhau rồi. Với lại một phần em còn đi học á, xưa ba mẹ cấm dữ lắm, quen 5 năm là cấm đủ 5 năm luôn. Lúc đó là em mấy tuổi? Dạ, mới có 15 tuổi rồi. Sợ lắm. Trời đâu dám quen mà cũng sợ, mà chị này thì thương mình quá. Thì đó. Có nhiều khi mà mẹ cấm tới rất rồi mà cứ tranh thủ thời gian mà có khoảng thời gian phải là nói xạo mẹ vậy ta mua đồ thì xài vậy ta tiệm tiệm đâu ra lương luôn mà. Đang ngồi nói chuyện á, mẹ đi phía sau lưng này cầm chiếc dép phóng vô một phát. Ui bây giờ quá. Dạ. Mắc hồn lắm. Có bữa leo xuống chị lầu 1 á. Em đứng ở dưới nè, tối. Hứng mà. Đứng, em hứng, kêu, đứng em kêu anh ơi, anh buông tay đi rồi anh chụp. Chị vừa buông phát rất luôn vô chậu hoa luôn. Em đứng nhìn cười quá chứ cười. Wow. Nguy hiểm lắm á. Y chang cái phim mà của MCV sản xuất nè, Hạ Cuối Tình Đầu. Ở nhà có phát hiện không? Dạ không, không. Ở hai đứa lén nhau đi đâu? Dạ, đi chơi, đi ăn uống, đi chơi. Rồi xong rồi leo cấm quá đâu cho đi đâu. Dạ. Không, lúc xuống thì dễ rồi, nhưng mà lúc lên thì sao? Thì dạ, đi đường được. Nào về đường đó chứ. Leo lên, đỡ. Đỡ lên. Lên. Đỡ leo lên. Bên đây nó bỡ đít lên. Dạ. Phim hoàn toàn cái cảnh y chang vậy luôn á. Dạ. Cho dạ, nên đúng tôi rành lắm. Ừ. Đi đường nào lên, về đường đó. Giờ chỉ còn cái chỗ nóc là chưa thôi đúng không? Đúng rồi, cái nóc nhà. Tại vì nhà thành phố không có mái ngói. Dạ, không có mái ngói là đổ mái ngói lên luôn rồi. Đó, cái tình yêu nó mãnh liệt kinh khủng. Dạ, bất chấp hết luôn. Rồi anh nói thiệt nghe, có khi nào ban đêm mà cũng đang leo rào gì đó bị phụ huynh phát hiện không? Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa cảnh đó. Em chỉ sợ công an phường phát hiện. Nhưng mà cái chuyện leo rào này là sau này gia đình biết hết không? Nhưng giờ mà là biết đó, giờ thì đó, mẹ đó, sẽ tới biết. Sẽ bây giờ là biết rồi đó. Sắp tới là sẽ biết. Bây giờ là biết rồi đó. Em còn em gái không? Dạ không. À vậy hả? Chứ dạ, không em là Út. Út có chừng gồng khuyên các bác là cho ban công cao lên. Không có cách gì mà leo xuống được. Rồi, ôi. Tới bao lâu thì gia đình mới bắt đầu chính thức cho hai đứa quen với nhau? Tới lúc cưới vẫn ba vẫn còn cấm. Ủa vậy đó hả? Rồi sao cưới? Dạ tới lúc cưới là em có em bé. Có em bé. Dạ rồi cũng về nói với mẹ, cái mẹ nói ba khó lắm, giờ không biết làm sao, nhưng mà bụng thì cứ lớn, thương mẹ lắm, mẹ cứ âm thầm rồi đi đặt
đặt nhà hàng xem ngày. Còn trước một tuần á, cái sau ba suy nghĩ lại, thôi giờ con cũng lỡ rồi, nó lợi lựa rồi, lúc đó ba mới chấp nhận. Ồ. Rồi bây giờ ba mẹ có thương chồng không? Dạ, lấy về ba mẹ lại thương chồng. Còn chồng, hơn con ruột nữa. Hai vợ chồng mà cãi nhau là ba qua ba nói, mình là vợ không được nói gì đó, chồng nói không được cãi. Ồ, vậy đó hả? Lấy về làm lo làm ăn á. Nên cũng Dạ. Em mà đi chơi á, chồng không gọi về mà toàn là ba gọi về thôi. Ba nói sao đi chơi để chồng nhà có một mình. Mình quen nhau mấy năm trời, 5 năm. Rồi có suôn sẻ không? Có chia tay chia chân được trong thời gian? Có. Cũng có lớn nhất là chia tay một thời gian là chia tay là khoảng một năm. Lý do? Không hợp rồi chia tay rồi mình cũng tìm người khác, mình tìm hiểu. Chồng em cũng tìm người khác tìm hiểu, nhưng mà trong cái thời gian chia tay đó thì chồng em vẫn, mặc dù là quen người khác nhưng mà vẫn quan tâm lo lắng em, giống như là anh ơi em đói bụng cái giờ nào, 10 giờ 11, 12 giờ đêm, 1, 2 giờ sáng gì, em ăn gì là mua qua, rồi bệnh gì rồi cũng mua thuốc rồi cũng... Tức là vô hình chung về một khía cạnh nào đó thì cả hai chúng nó đều bắt cá hai tay. Quen nhau lâu quá rồi, quá cái gì là... Giống như mình đổi cái hướng thử thôi, nó có lạ. Thử mình đổi không khí rồi nhưng cuối cùng là cũng không hợp với không khí biển. Trở lại không khí Sài Gòn thôi, đúng không? Lúc đó còn có quen mấy người mà bạn gái á, xong cái kêu anh nặng tình cảm với bạn gái cũ rồi, chia tay rồi mà vẫn quan tâm vợ đó, quá nhiều đó. Xong rồi vì lý do đó mà họ bỏ em. Bỏ em. Bỏ rồi em. Còn bên đây thì sao? Em cũng cảm thấy chỉ sau mọi chuyện cái gì mình cũng thấy giống như quen người này, nhưng mà ở nhà có chuyện gì buồn hay là cái gì không, cảm thấy không vui trong lòng cũng nhắn tin chia sẻ là tâm sự với ông này hết. Dạ. Thế rồi sau một năm thì hai bạn trở lại với nhau. Dạ. Ừ. Nhưng mà trong cái thời gian mà quen đó, trước khi chia tay đó, cái tình cảm trong sáng đúng không? Dạ, trong sáng. Là ngây thơ học trò, dạ, rồi cái nọ đó. Có đi ăn rồi đi về, rồi trốn mẹ đi chơi, trốn ba mẹ đi chơi thôi. Đó, rồi bây giờ quen lại. Xúi em bỏ nhà đi luôn. Thời gian đó là có xúi bỏ nhà đi luôn. Rồi có theo không? Dạ, có theo luôn. Bỏ nhà đi là hai đứa là ấy luôn. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Lần đầu là chuyện đó luôn đó, phải không? Là lần đầu luôn đó đúng không? Dạ. Cái lần đó em có sợ không? Dạ cũng sợ. Gần cả tuần mới được. Bởi vì em vừa tới cái em nó hơi đau quá. Còn gái. Ồ. Còn gái. Ồ. Với em run. Con trai mình có gì đâu mà sợ. Mình sao em nhìn chị mà em nói con trai mình. Cái từ ông hả ta? Càng lộ cái nét đàn ông. Nhưng mà em làm gì để mà em chứng tỏ rằng là em sẽ là người đàn ông của cả cuộc đời của mình? Mình lúc đó thì mình cũng không có cái gì hết. Mình chỉ lấy cái tấm lòng mình ra thôi, chứ quan tâm và lo lắng thôi, chứ còn mà nói tiền bạc hay này kia mình đâu có vớt cái gì đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do tại sao phải trốn theo ảnh? Cấm quá, giờ đi lên anh đi rồi về nói ba má rồi rồi ở chứ không cần gì hết đó, chỉ cần thương nhau là được rồi. Thì em cũng viết thư về lại để lại cho ba mẹ. Viết thư hả? Viết sao nè? Con xin lỗi ba mẹ, làm ba mẹ buồn. Rồi mà nhưng mà tại tình cảm con chọn, rồi con thương anh Bảo quá nên ba mẹ tha lỗi cho con lần này, rồi bỏ đồ vô ba lô rồi đi. Rồi có nhận được thư của ba mẹ hoặc là có một cái tin tức gì của ba mẹ là dạ ba không mẹ... em khóa điện thoại em. Thư không nhận đâu, nhận nguyên mẹ tới đâu. Mẹ lên tới nhà chồng. Nguyên mẹ lên mẹ. À mẹ lên tới nhà chồng. Dạ chồng. Hốt em về. Dạ. Hốt về luôn. Hốt trộn gói. Có bị quýnh không bữa đó, có bị dạ đòn không? Cái người chồng như vậy chắc không có tật xấu gì đâu ha, 5 năm trời chắc tốt không ha? Dạ, nói chung là chồng em không có cái vấn đề gì là tật xấu nhiều, nhưng mà có cái bài. Đánh bài. Cái gì? Bừa bộn giống như cái kiểu là đồ lấy ra cứ chỉ biết kéo tủ ra để đó đó, ai đóng lại đóng lại thôi. Đồ cũng như lấy cái nào ra không được là để đó xíu ai treo lại treo. Bệnh này là bệnh nghề nghiệp, tôi biết chắc luôn, ông này ông chủ thợ uống tóc. Dạ đúng rồi, chủ thành ra là ông có nhân viên, ông có hết á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cắt kéo là như giơ cái tay thôi, là đưa cái kéo vô tay ổng. Mình nghề nghiệp từ 19 tuổi đã làm rồi, đúng làm nghề tóc. Dạ, rồi. Đúng rồi, bừa bộn nè, cái gì nữa? Bây giờ thì bắt đầu chơi game mà con ngủ kệ con, ba chơi với đồng đội, ba kệ ba. Con em là trai gái? Dạ, một gái một trai. Ồ, đẹp quá. Gái trước hay trai trước? Dạ, con gái trước. Trời điểm rồi. Giống nhà anh Bin, dễ sợ luôn á. Rồi, còn gì nữa không? Với lại vợ em tức, nhiều khi em tức em cãi nhau á, cái kêu là anh quay qua đây nói chuyện, không muốn nói gì nói, nằm ngủ.
giọng bé này nó cũng êm đềm lắm. Anh ơi, em muốn nói chuyện với anh chút xíu. Hồi sáng nay anh gây lộn vậy là em thấy không được đó. Rồi ngủ luôn. Ngủ luôn đó. Đúng, dạ đúng luôn, dạ đúng luôn. Người đàn ông nhìn như thế này nói chung là cũng lập nghiệp từ trẻ. Vậy thì có xài phung phí không? Dạ không, tiết kiệm cực kỳ luôn. Giống như là làm gì cũng nói thôi, này để dành sau này làm để dành cho con. Cái gì cũng phải tích góp làm cho con. Tiết kiệm là tốt, nhưng mà trùm sò là khác nha. Mà kỹ tính lại là khác nữa nha. Thì chồng em là có ba cái đó luôn. Dạ có kỹ tính. Kỹ giống như là giặt đồ phải không? Đồ mà lem màu một cái thôi là cái đó bỏ không mặc nữa, dù chỉ là một chút xíu nhỏ thôi. Giặt áo mà chị thấy đâu, trời, áo mà áo đen mà thành áo màu trắng luôn. Chưa biết giặt đồ nữa. Rồi lúc em ấy về là không biết một cái gì hết. Rồi sẵn đây nè, kể luôn đi, tật xấu của ấy là gì? Tật xấu thì em nói chung là cũng nhiều quá, không biết kể sao cho hết. Sợ nó đủ thời gian thôi. Dép đi rồi cà xê. Mà thử mặc đồ thì bày hay này kia, y như một cái gái dưới quê. Sau này á, lấy về phát em chỉ cách ăn mặc sâu á, còn hơn em sợ, em sợ luôn. Ra sắm đồ, trời ơi, cái tủ mà 2-3 tủ không đủ luôn. Sạch sẽ, bao phải sạch sẽ. Nửa đêm nữa hôm em đang ngủ nè, thấy chị ngồi dậy dọn, em tưởng bị mộng du không chứ. Quét nhà lâu nhà. Cái hỏi làm gì mà Dương giờ nó chưa ngủ. Kệ, ngủ không được. Cái đó không phải tật xấu đâu, nhiều khi ta sanh nở xong ta cái nội tiết tốt ta thay đổi, ta ngủ không được. Thôi cái đó đừng có tật xấu. Cái đó là xấu mà cái ghen là xấu. Đó. Ghen mà ghen bê li bóng gió luôn. Đó. Có thôi. Ghen bệnh luôn đó, cái đó ghen bệnh đúng không? Em đang ngồi ăn chơi, nói chuyện bình thường, có một đứa con gái đi ngang qua em nhìn thôi là đủ ghen với em là gì có chuyện rồi đó. Mà ví dụ hồi trước em hay chơi game á, em nhắn tin với mấy đứa ở Hà Nội, con gái ở Hà Nội á, cũng ghen luôn. Nói chuyện như là gì? Dạ. Thì bạn bè mình nói chuyện như bình thường bạn thôi. Bạn bè thì kiếm bạn trai đi, đi kiếm bạn trai. Mà toàn gái nói chuyện, không có chịu con trai nào nói chuyện ấy. Tại vì sợ BD. Ghen là đúng rồi, thôi đi. Nhưng mà bây giờ còn bớt không? Đi. Dạ còn luôn. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi luôn nè. Mà muốn thay đổi chị mong là hết ghen quá. Bớt ghen hả? Rồi giờ ghen, còn em thì mong muốn thay đổi gì để cho bớt ghen? Chồng em hả? Thôi em thấy vậy là được rồi. À, em vợ là thấy em chồng là hoàn thiện nha. Rồi cái gì cũng tốt, cái gì cũng coi như là cũng tuyệt vời, không có tật xấu luôn đúng không? Không có tật gì luôn. Không uống thuốc, không rượu bia, không thì đó là... thì dạ. Có nghĩa là sao? Là vợ rất là yêu chồng, rất là thần tượng chồng. Em phải không phải chỉ là một người chồng mà em còn phải người cha, người anh và người bạn. Cho bạn đó lấy lại cái tuổi thanh xuân của bạn, cho bạn được enjoy nè, chứ không chưa gì bạn phải làm mẹ rồi. Tội lắm. Thành ra bây giờ trách nhiệm của em lớn lắm á. Em từ từ em chỉ đi đó. Nếu mà chồng nói cái gì đúng thì mình nghe. Rồi xin chúc hai em cứ mãi như thế này. Dạ. Hãy tận hưởng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Trời ơi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng số 2. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Sao nhìn cương quen quen vậy ta? Dạ, chắc là con có ở trên chương trình Sắc Tăng thôi ạ. Vậy hả? Rồi, xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi, vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. Đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc, ngọc trai. Gia đình chùm sò, quá dễ thương. Rồi, mời bạn. Xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Con tên là Phan Phúc Thịnh, thì con là dân Đồng Nai, thì con năm nay khoảng 36 tuổi. 36 là không có được kêu bằng chú nghe chưa? Khoảng 36. Trời ơi, tôi năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú thì không biết nữa. Anh được rồi. Dạ, hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Dạ. Là kinh doanh về trùm sò luôn á hả? Dạ, cùng trùm sò. Vợ chồng trùm sò. Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào? Dạ thì lúc đó con là khoảng 18 tuổi ạ. Thì năm lúc đó con vừa mới, con đi du học năm lớp 12. Xong rồi mới trở về Việt Nam cho mùa hè. Thì chuẩn bị là sang đại học, cho 4 năm đại học. Thì cùng có một cái nhóm là nhóm độc thân. Thì gọi là cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau. Có Thịnh trong đó không? Dạ có. Thì có tổ chức đi Vũng Tàu. Thì lúc đó mới đi Vũng Tàu thì con ngồi trên bãi biển, thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút. Ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút, xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung. Thì từ đã tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau, thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Cho nên con cảm thấy rất là hợp. Thật ra cách đó thì còn khoảng 2 tuần nữa là con quay trở lại bên Mỹ rồi. Thì con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì anh có đi hẹn chơi với em không?
Ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông. Nên là tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng, nhưng mà thành ra nó chơi 5-6 tiếng đồng hồ. Và nói chuyện suốt luôn, và tự nhiên cảm thấy rất là hợp luôn. Tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an, cho nên con biết cái nốt cho anh đó là con thích ảnh. Ảnh mới trả lời lại: quên ảnh đi, quên ảnh đi. Tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng, và anh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước. Thì cái con mới nhắn lại với ảnh đó là: vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là 23 tuổi đúng không? Lúc đó là em đang học sinh viên đại học. Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Nguyên là khi nào anh sẵn sàng, lúc đó em như thế nào, em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó là em đổi ý, lúc đó là em nhắn lại liền là ok thì mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc đó là em rất vui đúng không? Rất vui, rất. Chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nghe anh, hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó, thì là buồn đó. Nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói, chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói. Rồi như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa. Lúc đó là yêu xa mấy năm cưng? Là khoảng 4 năm. Wow, yêu xa 4 năm luôn. Như vậy chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ, rất là khó. Nhưng mà xinh đẹp như cưng như vậy á, ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi đúng không? Thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn. Tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm, mà là cứ 2 năm con mới về một lần. Cho nên con nói ảnh là anh chờ thì 2 năm nữa mình gặp. Rồi thì cứ con đếm từng ngày luôn á, con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn. Thì nhưng mà có một cái sự kiện đến, đó là anh ấy sẽ đi có một cái chương trình, anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong vòng 2 năm, và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó, và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân. Thì đó là điều tốt và ảnh muốn làm khi mà ảnh chưa có kết hôn. Chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó. Nhưng mà ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về. Mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần, hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Thì nó đã rất là buồn. Cho nên tại thời điểm đó thì con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn, khóc rất là nhiều. Tại vì cái ngày hôm đó đếm từng ngày, ngày đó. Dạ. Mà về thì lại về Việt Nam là ảnh đi. Lúc đó bị sốc mà con hiểu cái người tâm thần là như thế nào. Con không tập trung như được làm gì hết á. Dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ. Trời ơi, 2 năm thì chơi 3 tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả? Vậy về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi bị sốc. Nó chống chánh á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em. Đó. Nằm lâu lắm. Nên là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc. Rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường. Quen thì cứ quen bình thường. Có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn, không sao hết. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì em thì không có. Con có say nắng, con có thích. Tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng rồi, thật sự là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời. Có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu. Rồi có người thì hai người Việt, ba người Việt. Thì anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về. Tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á. Cho nên anh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời anh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời. Và mình cũng rất là rung động. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh. Nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình. Và suốt hai mấy năm trời thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó, xong cái ảnh đồng ý luôn. Và ảnh rất là tôn trọng. Ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết. Dẫn tới là mình hơi say nắng người kia. Và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này. Nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại nó lại lên lại. Và nó lại mình lại thấy rất là rõ ràng. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được. Sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn á. Thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. 3 ngày anh cũng phải cố gắng để anh vượt qua.
Sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại, thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ. Ừ, là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Rồi sao? Lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao? Con gái con đã đếm từng ngày rồi, cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Và con thật sự là đếm là còn còn 500 ngày, còn 400 ngày, rồi còn 300, rồi xuống còn 60 ngày, rồi xuống còn 1-2 ngày. Thì con đã rất là muốn gặp rồi. Tại vì trong cái thời gian nói chuyện thì con cũng ngại, anh cũng ngại nên không có nói chuyện video, cho nên cũng không có thấy mặt đâu ạ. Nhưng mà mình nhớ thì dạ, thì cái ngày gặp nhau đó mình ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi. Thì con gặp rất là rung, nhưng mà mình đã học ở bên Mỹ về thì mình phải control được cái cảm xúc đó. Thì thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ. Còn Thịnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường, cũng nói chuyện bình thường thôi. Không, mà dĩ nhiên là không có lầm nhau rồi, không có gì luôn. Không, em không bảo cho tôi hình dung nghĩ đi, không có làm phim nữa. Không có làm phim gì tập này nữa. Chạy tới ôm mình, mặt cho phụ huynh đứng kế bên. Anh Thịnh, chị Dân, gì vậy? Anh Thịnh, em gì? Em Nguyên nè. Anh Thịnh, trời ơi, giống như anh sổ với chị Nguyên á, nhớ không? Anh trời ơi, chị Nguyên á, trời ơi. Trời đất ơi, sao mà cắt? Rồi sau đó là sao? Dạ. Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Rồi mới nắm tay lần đầu tiên. Có những cái cảm xúc nắm tay. Sau mấy ngày thì nắm tay. Kể chắc nắm liền quá, chắc nắm tay nồng nàn rồi sao? Cái lần. Thì con nhớ. Ủa tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ. Quen nhau 14-15 năm rồi. Rồi sao? Cưới nhau được 11 năm rồi. Chạm mà tay. Cái chuyện xảy ra nó cũng là biết nhau là biết mười mấy năm trước. Ừ, rồi. Xa nhau 4 năm rồi về gặp lại nhau ha. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ lại nữa không? Dạ không. Ở đây luôn. Dạ, con về luôn ạ. À. Về luôn là chắc là những gì ông này là đúng không? Dạ, đúng rồi. Là sau 8 tháng là lấy nhau. Rồi dạ, ông này 4 rồi. Tháng thì ảnh cầu hôn rồi 8 tháng. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có cãi nhau, có ghen tuông, có gây lộn, có này kia nọ không? Có một cái bức tường mà phải vượt qua là tại vì nó không có thoải mái. Ảnh cũng không có thoải mái lắm. Về cái là gì? Về mặt cảm xúc mà. Là tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á, cho nên bây giờ phải học cách để mà giải quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa, mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bây giờ ảnh cũng rất là giống như yêu thì rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cũng không biết bắt đầu làm sao hết, thì phải có một cái bức tường đó, nó phải đập vỡ, phải từ từ đúng không? Dạ, và ảnh nói cho ảnh thời gian. Con á, thì con về vì ảnh, cho nên con thấy hết. Con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. Hiểu. Và không biết là ảnh có sẽ tiến tới với mình hay không. Thì nó hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Đúng không? Đúng. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ là nó xây nó cao cho khoảng chừng tháng đó. Bao nhiêu lâu thì đặt được cái bức tường đó? Chừng tháng. Dạ, khoảng 2 tháng. Đó. Bức tường Berlin dễ sợ. Đập nhanh lắm chị ơi, tại vì họ yêu nhau lắm mà. Đúng không? Dạ. Rồi nhưng mà lúc đó là công việc của con. Dạ. Của Thịnh á, là có khó khăn gì không? Không, lúc đó thì công việc của em rất là thuận lợi. Ừ. Thì có đi làm việc cho công ty nước ngoài. Ừ. Sau đó thì lương cũng tốt. Ừ. Đó, thì sau khi mà có lương thấy cũng ổn thì lúc đó mới có ý định là thôi thì kết hôn với bà xã. Cầu hôn. Mà cầu hôn có lãng mạn không Nguyên? Dạ, nóng không? Với lại khô và gió thì lúc đó ảnh rủ đi trên leo núi Bà Đen đó nè. Mà nó rất là núi. Nóng. Và ảnh không có chuẩn bị cái nhẫn. Ảnh thì lấy cái dây cỏ. Nhẫn cỏ. Nhẫn cỏ. Cái thời điểm đó là nhẫn cỏ em ơi. Cái thời điểm đó là nhẫn cỏ là màu đen đó. Cầu hôn trên núi. Nó rất là nóng. Nhẫn cỏ cho em đó. Không lên tới nổi nữa. Cái anh nói vậy thôi đứng đây cũng được. Rồi sao Nguyên? Sao Nguyên? Cái lúc đó là sao? Dạ lúc đó thì thật sự đang rất là nóng mà không có gió luôn ha. Và nó đang mồ hôi nhễ nhại mà ảnh cầu hôn thì cái đó là cái điều mình mong nè.
cho nên mình cũng vui chứ. Nhưng mà cái ấn tượng của nó là nó nóng tại thời điểm đó rất là nóng. Nói chung là nó cũng lãng mạn gì hung á. Nóng quá không lãng mạn nổi thật sự. Đúng rồi. Giờ chỉ có muốn đi xuống thôi ạ. Cũng nóng quá. Lẹ cho rồi đó. Ừ. Nhưng mà là cái chuyện đó là cái chuyện phải tới thôi. Ừ. Đúng không? Rồi hai bạn là 4 tháng sau cưới. Dạ. Lấy nhau xong về là có con liền không hay là đi chơi bời đá đời rồi mới có con? Dạ, 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé. Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng, vừa lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai cho nên mất tiền hết sạch luôn, mất tiền phải 3-4 tỷ bạc, là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã gây ra cái quyết định sai tại là hai vợ chồng cùng làm giống nghiệp. Như là 7 năm giống để mà kiếm lại sửa sai để trả nợ đúng không? Dạ, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò đã cứu lại tất cả mọi thứ. Nhân nhắc cái vụ trùm sò thì cũng phải hỏi luôn. Cái về kinh doanh sò của con nó là như thế nào? Dạ, con làm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ngọc chai, giống như có cây bút ở trên là cái sản phẩm đây là cái thì, mình nhìn này giống như đá xà cừ vậy. Dạ đúng rồi. Vỏ sò. Và có vàng với lại vỏ sò. Thì mình muốn trở thành như quà tặng quốc gia của Việt Nam, giống như Mont Blanc vậy. Ngoài viết ra thì còn là những mặt hàng nào làm bằng sò? Nếu mà không nói, nếu mà bạn cái viết này, nếu mà cận focus vô, nếu mà không nói là bằng sò, bằng ngọc, vỏ chai thì cũng mình cũng không có đoán ra được. Mình không đoán ra được tại vì nó rất là đẹp, nó giống tinh như đá. Xảo nha. Đúng không? Nó giống như là đúng loại đá mà đá quý vậy đó. Nhưng mà chứ M. Không, cái này nó sẽ là một cái gọi là đặc sản của gọi là Flu Sài Gòn. Công gọi là tiểu thủ công nghệ gọi là tinh xảo của Việt Nam mà đặc sản của Việt Nam. Này là mấy ông nước ngoài đó. Chữ M là gì con? Là tại vì khắc cho khách đó là một trong những cái mẫu đầu thì cần có khắc cho khách. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó là cái logo cánh bướm là Blue Sài Gòn. Nữa ha, mình mạ vàng cái này nữa, vàng 24. Dạ, đó là vàng trắng. Này vàng trắng đó. Vàng trắng. Nào khắc cái chữ tờ đó, nhớ đưa cho chú nha. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, hay quá rồi. Ok, thôi bây giờ mình tới cái vụ qua kia đi chị Mộc ạ. 11 năm chung sống rồi. 4 năm yêu xa. Chắc là những cái thói hư tật xấu á, dường như cũng quên đi đó là thói hư tật xấu rồi, mà nó gần như là một cái thói quen không thể thiếu được á. Thực sự những cặp vợ chồng mà sống lâu với nhau á, là những cái mà chưa hoàn mỹ của chồng và của vợ á, thì nếu như mà hai đối phương chưa sửa thì gần như nó là một cái thói quen mà gần là cố hi cố hỉ rồi. Thôi mình nói trắng là tật xấu đi chị Mùa, tật xấu đi, lên trên này là mình phải viral cái từ tật xấu đó. Thì bây giờ nó thẳng luôn nè Quyên ơi. Nhìn thấy Thịnh nha, người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Bây giờ không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Tật xấu đáng yêu à? Dạ, con nghĩ là ai cũng có tật xấu. Nhưng có một cái nó giúp cho con á, tại vì ở trong cái trường đại học á, nó có là cái lớp chuẩn bị kết hôn á, thì khi mà mình học trong lớp đó mình học được vài cái nguyên tắc mà nó giúp cho mình, nó giúp cho cả hai vượt qua những cái tật xấu đó rất là nhanh. Ví dụ như là nguyên tắc là nếu nguyên tắc thì hãy giống nhau, nhưng mà sở thích thì phải cứ để nó tự do. Cho nên nó, nếu như mà là nguyên tắc, ví dụ như nguyên tắc đó là không ngoại tình, là không sống thử, là không rượu bia, không nói dối hay vân vân, thì đó là nguyên tắc. Thì con với lại chồng có chia sẻ cùng một cái nguyên tắc. Thì còn lại nếu như mà là sở thích á, như là anh thích bóng đá, em thích cầu lông, thì anh thích xem phim hành động hay em thích phim lãng mạn, thì cứ để nó tự do. Thì khi mà thấy nó đụng vô nguyên tắc thì con mới dính tới. Còn khi mà nó chỉ đơn giản là sở thích thì con để nó luôn.
Rồi thì bây giờ chú không cần biết sở thích hay nguyên tắc gì hết. Chú chỉ cần biết là chồng con có những cái tật xấu nào không? Mà con chưa hài lòng. Đó, thí dụ như bày con hay. Con nghĩ là con chưa như... hài lòng về cái tật đó của chồng. Thí dụ nha, những cái tật xấu nè, bày hay nè, chơi game nè, thả bom nè, rồi, rồi ở nhà đó là hay lượm thượm rồi hay quên mấy cái. Rồi gặp gái hay nhìn chẳng hạn, đó là những cái tật xấu. Thì chồng con có những cái tật xấu. Có những cái tật xấu đó không? Ảnh ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì có là không có thích gặp những người ảnh không thích. Cái đó là bình thường, nhưng nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh. Nghiệp. Dạ. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Chết cha, như vậy là tôi với mình giống nhau rồi. Không làm ăn được nè. Dạ. Không thích ai là không hề muốn gặp luôn á. Dạ. Nhưng mà có những cái em phải gặp. Dạ, như đối tác của em phải gặp chứ, mặc dù em không thích người ta về cách, em không thích người ta về con người, người ta kể người ta, nhưng công việc em phải gặp chứ. Thật ra cái này nó liên quan tới cảm xúc đó nghe. Dạ. Đúng không Thịnh? Nó liên quan tới nhưng cảm xúc. Nhưng mà em làm nghệ thuật thì em cho dù cái người đó họ có thể mang không, cái này cho em xin nói thêm, có thể là người đó sẽ mang cái lợi ích cho mình. Nhưng mà khi mà chú ta không thích rồi là chú không cần gặp luôn á. Anh chưa gặp luôn á. Nhưng mà anh không thoải mái, anh không đi. Không gặp. Rồi. Ok, cái đó gọi là tật xấu không ta? Xấu. Dạ, xấu. Không phải là tật xấu mà nó là một cái hạn chế. Dạ. Hạn chế về công việc của mình. Dạ. Hạn chế về tính cách. Dạ. Ok, rồi tiếp đi. Cho nên dẫn tới đó là ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân, thì ảnh sẽ nói thôi em đi đi, anh trông con. Thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Cho nên nó sẽ đẩy con ra ngoài, dẫn tới đó là mình buộc phải làm như vậy mà mình phải cố gắng để thoải mái với việc đó. Dù mình cũng không có, mặc dù mình cũng không thích đó. Dạ. Đôi khi mình cũng vướng bận con cái, con đang khóc la vân vân, nhưng mà ảnh thích thì mình sẽ làm. Con mấy đứa rồi? Dạ hai ạ. Một đứa 5, một đứa 10 ạ. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Sao nữa nè, còn tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính. Với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. Ảnh so với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Với lại ví dụ như làm một cái việc gì đó, thử một cái gì mới, ảnh không phải cái việc ảnh quen, hoặc là thử một cái mới mà nó gặp khó khăn một chút, ảnh sẽ nói thôi bỏ đi. Nhưng mà con thử tiếp thì sẽ được, thì con nói là thôi đừng có bỏ thì nó sẽ được. Dạ, nó hơi dễ bỏ. Là chợ không mà, gọi là không năm. Không gọi là không kiên trì lắm trong cái thử thách muốn trong cái thử thách đó. Đúng rồi. Lúc còn, mà anh hứng, anh rất là hứng, nhưng mà lúc hết hứng thì thôi. Nhưng mà ở trong nhà thì sao? Công việc nhà thì như thế nào? Dạ. Anh quán xuyến thì sao? Anh có phụ giúp ai làm? Con làm không? Công việc nhà là ai làm? Dạ, thật ra san sẻ ạ. Ảnh gọn gàng hơn con. San sẻ thì tốt rồi. Tốt rồi. Như vậy có một chút xíu tật xấu thôi đúng không? Dạ. Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Ảnh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn những cái năm tới thì ảnh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày thôi. Và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Dạ. Tức là giờ chỉ mong ảnh bớt nóng thôi đúng không? Dạ. Quá hay. Thịnh rất là may mắn có một cô vợ rất là tâm lý nha. Thế còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì gọi là tật xấu hết trơn đúng không Thịnh? Em rất là biết ơn là vợ của em, thì em có người vợ rất là may mắn. Vợ của em rất là thông minh và rất là giỏi. Đó là một cái may mắn của em. Còn về những hạn chế hay là những cái tật xấu thì ai cũng có hết thôi. Đúng rồi. Thì về cái phần của vợ em thì đó, thì có những cái ví dụ như cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp. Nên là vợ em thì cứ hay dùi em đó là thôi anh cứ đi. Rồi anh đi gặp đi chứ, em phụ nữ sao em đi gặp, rồi con cái rồi, ai lo rồi. Đó, thì cứ lặp tới lặp lại, em thì em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích, là kia không thích. Đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích và tại sao anh không làm. Mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Anh không thích thì anh cũng phải
tạo làm sao để anh có động lực để anh làm cho nó được chứ, tại vì mục tiêu chung chứ. Em nói anh không thích là anh sẽ không làm. Tới giờ vẫn vậy đúng không? Tới giờ vẫn vậy. Tức là luôn luôn đẩy em, cố gắng đẩy em để cho em di chuyển. Nhưng mà cuối cùng em có di chuyển không? À, cố gắng cũng phải cũng di chuyển. Vì vợ. Nhưng mà chắc vì vợ đúng không? Vì vợ. À, một cái thứ hai nữa là vợ của em á là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai. Không chịu. Không chịu. À, tức là không phải là không chịu, nhưng mà tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Là có thể là thời điểm khác thì em sai được. Mà không, cái này là sai thật, cái này là sai. Mình phải chấp nhận cái mình sai, rồi mình sửa cái sai đó sao cũng được. Mà bà xã của em đó là không có chấp nhận cái sai. Luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa cái biện bạo, biện bạo biện là mình đúng đó. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh, thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có ghen không, có ghen không? À, em thì có không ghen. Vợ có ghen với em không? Không, vợ thì không có ghen, mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Đây, vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp, rồi cũng gặp người này người kia, tại vì trong giới làm ăn mà. Đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen, mà đó là lâu rồi, xa xưa rồi. Bây giờ thì cứ thoải mái. Ủa nhưng mà vợ là không có ghen với lệnh? Không, không hề. Ok. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? À, chỉ có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em có nói gì không? Không, dạ, cảm ơn anh. Dạ, em biết em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng. Em hay quên. Mới tặng có một tuần à. Cho nên anh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều. Thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Không, chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi vào trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà đó. Thực sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn, cái đó là chị nói thiệt. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm á, biết mềm dẻo đúng lúc á. Đó, để có thể chế ngự được em. Đúng thì rồi. Em là tánh em cũng nóng lắm. Đó, và cũng cứng đầu lắm. Có nghĩa là anh không thích thì đừng có ép anh làm những cái chuyện đó. Ví dụ như cơ hội này không đến thì nó sẽ có cơ hội khác. Chứ không nhất thiết phải đâm đầu như thế. Còn phụ nữ lại khác. Phụ nữ là tham công tiếc việc là một, nhưng mà tiếc cơ hội nữa. Bởi vì cái cơ hội đó nó tới là mình phải nắm bắt. Chứ không mà nó vụt qua mất, bị cái thời gian nó không có chờ mình. Đó, em với vợ em cũng rơi vào trường hợp đó đó. Đó thì không có nói chuyện đó thiệt, nhưng mà như thế này, thực sự trong trường hợp như vậy, tại vì đó là khí chất của chồng em rồi. Như Thuận như vậy là khí chất rồi. Tại vì nếu mà mình ép người ta làm một cái điều người ta không thích, người ta không feel, thì cho dù em có gặp đối tác đó thì cũng không thành công trong cái việc đó. Đúng vậy. Thành ra nếu em cảm thấy là em có thể thay chồng làm được cái điều đó thì em làm, còn nếu em không thích bỏ luôn. Hay quá. Ví dụ chị nói thiệt, bỏ luôn, đúng. Không cần thiết phải vậy có cái đó. Dạ đúng. Đó, đúng không cưng? Dạ, đó, đó là cách em cũng cố học được đó ạ. Thì tôi nói với anh ấy mà tôi cũng học được rất đúng nhiều. Đúng không? Em bên em cũng vậy, bên Thuận cũng vậy. Mỗi đó. Lần em biết không, khi mà anh đã rất rõ quan điểm nha. Anh, tại vì anh và vợ anh là cũng giống như hai vợ mà chồng hai cũng làm chung vợ chồng của Thuận cũng rất là giỏi, hai đứa đều giỏi hết trơn. Thì anh không muốn gặp người đó, nhưng mà vợ anh cũng đi chang em. Ông phải đi gặp đi nó có một cái lợi ích cho mình, không phải lợi ích nữa mà nó là một cơ hội. Bỏ đi nó rất là phí. Vợ anh sẽ nghĩ với con. Trời, con. Anh không biết em như thế nào nghe chứ, anh nói thật thì anh nói no, không đi là không đi. Để bây giờ sập cái luôn. Số này là em nhớ lưu cái số này lại, em đưa Liên nó coi. Hiểu không? Liên nó coi để nó okay. Hiểu được cái vấn đề đó. Nói chung là cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh và chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp.
nha. Là có được đến một cái chuyện tình bốn năm phim, một tính làm phim nhưng mà nó không có cao trào, nó bị gãy ở chỗ bàn đạp là không ôm, nó không có cao trào đó. Và một cái câu chuyện gia đình rất là cũng đẹp luôn, và các bạn sinh ra là để cho nhau, và anh chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn ha, và có thật nhiều sức khỏe và cùng phát triển thương hiệu, mà cái thương hiệu Chùm Sò lên một cái hàng top luôn nha. Xin cảm ơn.